Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch cô chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc Vận Thu Lục Hòa và toàn thể tất cả các đại biểu trong đại lễ đường của chùa Ba Vàng. Tôi tên là Lê Trung Hà, là bố của cháu Lê Trung Tuấn, quê ở Thanh Hóa. Gia đình chúng tôi biết được về Phật pháp là qua quá trình cháu Tuấn của gia đình chúng tôi là ốm đau trong một thời gian khá dài, và gia đình đã đi tất cả khắp nơi để tìm thuốc chạy chữa cho con. Quá trình tất cả các bệnh viện nói về cháu Lê Trung Tuấn là bị bệnh ung thư xương sọ vùng mặt trán, tên tế bào là sarcoma phá hủy xương sụn vùng mặt, đa hình không biệt hóa, không có cơ hội mổ để cứu sống. Và gia đình chúng con đã có những lúc tâm niệm không thể còn có con trai nữa, là cháu Tuấn sẽ mất vì tất cả các bệnh viện không thể cứu được bệnh cho Lê Trung Tuấn. Sau đó gia đình đã nhận được những cuộc điện thoại từ rất nhiều Phật tử. Ngày đó là đạo tràng Từ Tâm có cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ, là người trực tiếp xin phép thầy trụ trì đưa cháu Tuấn về. Và trực tiếp cô Phạm Thị Yến cùng với tất cả các đạo hữu ở câu lạc bộ về tại gia đình, động viên gia đình đưa cháu Tuấn đi. Và gia đình nhớ nhất là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2013, lúc hơn 9 giờ tối, lần đầu tiên gia đình được về đến chùa. Ở đấy có những cái điều rất vi diệu. Đêm đầu tiên Lê Trung Tuấn từ chùa Ba Vàng đã điện về cho mẹ: mẹ ơi, con thấy khả năng con có thể ở được. Và sau tiếp tục 4 tháng được tất cả sự hỗ trợ của các đạo tràng trên sư phụ cũng chư tăng ni của chùa đã tạo cái cơ duyên cho gia đình chúng con biết về Phật pháp. Đến ngày hôm nay gia đình chúng con được có Lê Trung Tuấn ngồi trước hiện tiền của tất cả đại đức và chư tăng. Tuấn đứng lên đi, Tuấn đứng lên. Xin để chào mọi người cho mọi người biết. Đấy, con quay xuống chào đại chúng ở dưới nữa. Một lần nữa. Đấy, đại chúng thấy Tuấn á, Tuấn á, lúc mà chưa bệnh là Tuấn rất là xinh trai. Nhưng sau đó do cái bệnh một cái mụn ở mũi thôi mà biến dạng cả khuôn mặt của Tuấn đi. Các bệnh viện đều trả về, không thể cứu được nữa rồi. Nhưng sau khi mà đạo tràng Từ Tâm, chỗ cô Phạm Thị Yến đã động viên gia đình đưa Tuấn ra chùa và gặp sư phụ ngay buổi tối đầu tiên, sư phụ đã biết Tuấn bị oan gia trái chủ, là chư tăng lên cùng làm lễ cho Tuấn. Và ngay đêm hôm ấy là sư phụ được Đức Quan Âm Bồ Tát báo rằng là sẽ cứu sống được cháu Tuấn. Đó. Nên sư phụ mới động viên gia đình là cứ để Tuấn ở ngoài chùa đi. Đấy. Chú Hà kể tiếp một chút nữa đi. Con xin bạch tiếp với thầy chư tăng và cô Phạm Thị Yến. Trong thời gian Lê Trung Tuấn ở tại chùa Ba Vàng để tu tập, và gia đình chúng con một lòng nhất tâm niệm Phật và làm tất cả các việc thiện, việc tốt, việc đức, việc lành theo sự chỉ dạy của thầy, của đại tăng và của cô Phạm Thị Yến và tất cả các Phật tử của tất cả các đạo tràng trợ duyên cho gia đình chúng con. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2013, lúc đấy đã có những cái thay đổi rất nhiệm màu trong vấn đề khối u của cháu Tuấn nhỏ dần lại và teo dần đi. Thầy là người trực tiếp đầu tiên đêm mùng 1 tháng 2 đã vuốt trên mũi của Tuấn và nói rằng: Tuấn ơi, nghiệp của con rất nặng. Thầy biết rằng cái nghiệp nặng này đã định rồi, nếu như không qua khỏi thì phải chịu thôi. Nhưng nếu như con qua khỏi thì con sẽ trở thành một người biết về Phật pháp, thì con phải cố gắng tin tưởng, tin sâu vào Phật pháp. Trong vòng 4 tháng liên tục được cô Phạm Thị Yến cùng với tất cả các Phật tử của tất cả các đạo tràng trợ duyên cho gia đình chúng con, thì vào tháng 7 bố con đang ở trên chùa để làm lễ thì nhận được một cuộc điện thoại từ bên Mỹ điện về là thông báo sẽ đưa cho Lê Trung Tuấn lên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMec Hà Nội để cho các bác sĩ nước ngoài về thăm khám. Lúc đấy thầy có dặn rằng: Tuấn ơi, khối u đã tạm thời nhỏ đi so rất nhiều. Cái này là vấn đề Phật pháp của gia đình và sự tin sâu của cả gia đình. Và ngày Lê Trung Tuấn được vào mổ, thầy đã căn dặn cả gia đình chúng con là hãy tri ân công đức của tất cả mọi người và hãy cố gắng làm tất cả những việc thiện và đừng buông xuôi khi những điều mà đang còn có thể được. Và đến hôm nay Lê Trung Tuấn của gia đình chúng con đã là một Phật tử của đạo tràng Minh Hiển thị trấn Bến Xung như Thanh Thanh Hóa, đã có được sánh duyên cùng với Khuất Thị Sen là một Phật tử và có pháp danh là Hạnh Liên của đạo tràng Minh Long
Sơn Tây, Hà Nội, gia đình chúng con xin tri ân công đức của Thầy, của Đại Tăng, của cô Phạm Thị Yến và tất cả Phật tử trong đại tràng và tất cả mọi người đã trợ duyên cho gia đình chúng con. Con xin hết ạ. Đấy, chúng thấy cháu Lê Trung Tuấn thực sự mà nói là gọi là từ cõi chết trở về. Nghĩa là các bác sĩ đều kết luận cháu không thể qua khỏi các bệnh viện, 99% là chết rồi đấy. Nhưng mà thực sự khi mà gia đình đưa về chùa, bản thân sư phụ động viên và đặc biệt sư phụ rất tin tưởng khi mà được Đức Quan Âm Bồ Tát báo như vậy. Thế và gia đình thì cũng rất là lòng thành, rồi đạo tràng từ tâm chỗ cô Yến hỗ trợ hết mức, thành các Phật tử nhiệt tình tu tập hồi hướng. Và đến bây giờ thì cháu Tuấn đã được khỏe mạnh, chỉ có cái gương mặt nó bị biến dạng một chút thôi. Nhưng mà ở đây thì sư phụ nói là quan trọng là cái tâm hồn, cái đó là cái quý nhất đấy. Trong cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là cái tâm hồn đấy, thương yêu nhau hạnh phúc là cái đó. Có phải không gì Sen, đúng không? Đấy, con rất là thương Tuấn, đúng không? Bù đắp đấy, Sen là sẽ đến để bù đắp cho Tuấn nhé. Con cũng xin tri ân công đức trên sư phụ cùng Đại Tăng và cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến. Nếu như không có trên sư phụ cùng Đại Tăng và cô chủ nhiệm thì bây giờ con cũng không được ngồi đây để nói những lời từ tận đáy lòng mình như thế này. Con cũng kính mong trên sư phụ cùng Đại Tăng và cô chủ nhiệm luôn luôn là những bậc soi sáng dẫn đường cho tất cả chúng sinh, và nói riêng là vợ chồng và gia đình con xin hết ạ.